Hello, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Cao Minh Tiến. Và ngày hôm nay thì đây là một chiếc clip mà chống chỉ định với các bạn nam nhé. Các bạn nam không nên xem, bởi vì là clip này là clip hậu trường của bộ sưu tập đồ biển, đồ bikini. Chính vì nó là clip hậu trường đồ bikini nên là nó sẽ có rất là nhiều những cảnh không nên xem nhá. Và mình vừa đi về luôn và mình cảm thấy là rất là hứng khởi, bởi vì thực sự là sau một cái fashion show ấy thì trước đấy mọi người sẽ phải chuẩn bị rất là nhiều, sẽ phải tập chương trình rất là nhiều này, xong rồi sẽ phải chạy chương trình này, duyệt chương trình, nói chung là rất là vất vả, tập một ngày từ sáng cho đến đêm luôn. Tí nữa các bạn sẽ được xem, và sau đấy thì trước giờ diễn thì sẽ phải tổng duyệt, sau đấy là gọi là gì nhỉ, tổng duyệt này, xong standby, xong chuẩn bị rất rất là nhiều. Một cái fashion show này thì có rất là nhiều bộ sưu tập của các nhà thiết kế khác nhau, và chính vì vậy mà khi mà chúng ta bắt tay vào làm, thì tất cả mọi thứ sẽ phải thật sự là khớp với nhau, để khi mà cái runway nó diễn ra thì nó được chạy một mạch và nó thật là suôn sẻ. Bởi vì nó còn rất là nhiều tiết mục này giữa các nhà các bộ sưu tập, thì chúng tôi còn có cả các ca sĩ vân vân và vân vân. Và bây giờ thì không để các bạn chờ đợi lâu, và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp tất cả các người mẫu ở trong hậu trường, từ lúc tập chương trình ra làm sao cho đến lúc trình diễn ra làm sao. À, clip này thì sẽ không có phần trình diễn, bởi vì là phần trình diễn nó không quay được, chưa có hay là không quay được đấy mình cũng không biết được, nhưng mà mình rất nóng lòng và mình muốn chia sẻ cho các bạn clip hậu trường. Bởi vì clip hậu trường này rất là vui. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị đứng tại đây để chúng ta chuẩn bị chờ tập chương trình. Ngày mai là ngày diễn, nhưng mà hôm nay thì chúng tôi phải tập chương trình từ buổi sáng. Và trong khi đấy thì mọi người vẫn đang chuẩn bị các công đoạn trang trí sân khấu và làm sân khấu. Rất nhiều thứ phải lo, và mỗi người một công đoạn, và mọi người đều phải làm cái công đoạn công việc riêng của mọi người. Và chúng tôi thì chỉ tập trung vào việc để chạy sân khấu, do làm sao về những cái tuyến đi, tuyến trình diễn. Và những người mẫu thì cũng vậy, cũng tranh thủ nghỉ ngơi hoặc là chụp hình tự sướng rồi gì các thứ. Và những nhà thiết kế thì đang đứng tại đây, đang ngồi chờ tại đây để chuẩn bị xem từng phần, từng bộ sưu tập một sẽ trình diễn ra làm sao. Và bây giờ thì các bạn nhìn thấy là rất là nhiều người mẫu, là Mai Giang này, còn con Nick Top hay là Trà My, và bây giờ thì là cô Hợp. Đây là chị Hợp này. Chị Hợp chào khán giả. Chị nói gì đi. Đã xấu lại còn công. Đây, quần áo đã được lên kệ rồi, và chuẩn bị một ít phút nữa thôi thì chúng tôi sẽ bắt đầu trình diễn những cái bộ sưu tập của mình. Và có trong hậu trường thì có các người mẫu đang chuẩn bị thay đồ trước cho phần màn 1, và ngoài ra thì sẽ chạy lại một lượt sân khấu để chuẩn bị bước vào phần trình diễn thực tế. Và trên này thì các bạn nhìn thấy, ai đã nhận ra được những người mẫu quen thuộc nào, hãy comment lại tại đây để xem là bạn nhận ra ai. Và bí mật là cô váy xanh là Hồng Quế này, Trang Phạm này, rồi rất 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 nhiều những người mẫu khác nhau. Có rất 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 nhiều người mẫu như này, mà tí nữa sẽ phải chạy một mạch và không ngừng nghỉ nhá, chạy liên tục luôn và không được khớp. Và bây giờ chương trình ngày hôm nay thì sẽ là chương trình lấy chủ đề là cầu vồng. Chính vì vậy các bạn sẽ nhìn thấy là có đủ 7 sắc cầu vồng ở đây luôn, và có rất là nhiều màu sắc. Mỗi một bộ sưu tập là một của một nhà thiết kế là một màu sắc khác nhau. Và bây giờ thì hậu trường đã sẵn sàng và mọi người sắp được chạy. Bên thùng
Và đây là một chiếc bộ sưu tập của Cao Minh Tiến với lấy cảm hứng từ Thủy Thủ và có màu chủ đạo là màu xanh tràm. Và bây giờ là đến lượt phần thay đồ của Cao Minh Tiến, và mọi người đã thay đồ xong và đã stand by ở phía sau cánh gà để chuẩn bị ra sân khấu. Và chúng ta lại gặp lại Nguyễn Hợp, nhìn thấy Nguyễn Hợp là tràn đầy năng lượng rồi. Mặt cười không được khổ, mặt sạng rỡ lên. Cùng một lượt đi xem lại toàn bộ bộ sưu tập xem là phụ kiện và những trang phục đã chỉnh chu chưa. Và sau một thời gian tập rất là dài và chuẩn bị trang phục rất là lâu, và chúng tôi sẽ chỉ tỏa sáng trong vài phút thôi. Rồi thế thôi, xong rồi. Và bây giờ thì phải chạy thật nhanh vào để thay đồ cho bộ sưu tập tiếp theo của nhà thiết kế khác. Và mọi người đang rất là phải là khẩn trương. Ok, và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau nha. Và clip này thì nó chỉ ngắn đến đây thôi, bởi vì là không có nhiều thời gian để quay. Và đó, bộ sưu tập đó, và trông mọi người thấy như thế nào. Và lần đầu tiên người Cao Minh Tiến chia sẻ và trình diễn về một bộ sưu tập bikini đầu đi biển, và để chào cho một mùa hè 2022. Và hy vọng là sẽ là những gợi ý rất là hữu ích cho tất cả các bạn nữ. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau, và chúc các bạn một ngày một mùa hè thật là sôi động và thật là vui vẻ. Bye bye. Hãy like, share và subscribe kênh của Cao Minh Tiến nhé. Đừng quên.